Rồi bây giờ các bạn qua cái bài tiếp theo là mình sẽ học bài thuốc điều trị hen suyễn nha. Nó cũng là một bài ngắn ha. Rồi các bạn lập ra bài đó chưa? Các bạn tìm thấy bài đó trong cái file của Linh gửi chưa? Rồi. Rồi mình nhắc lại một chút về cái phần bệnh học của bệnh lý hen suyễn ha. Thì các bạn nhớ định nghĩa của hen suyễn. Hen suyễn là tình trạng mà đường phế quản của mình bị viêm ha, viêm mãn tính đường thở. Rồi và các bạn nhớ là ngoài cái viêm ra thì cái phế quản của mình còn bị co thắt nữa. Như vậy là vừa viêm và vừa co thắt ha. Mình hiểu được cơ chế bệnh sinh của hen suyễn là cái đường phế quản của chúng ta bị viêm với bị co thắt thì chúng ta sẽ biết được cái thuốc sử dụng chính trong cái điều trị hen suyễn sẽ là thuốc kháng viêm với lại thuốc giảm phế quản được ha. Đó nên cho nên ai hỏi mình hen suyễn thì mình nhớ ha, khái niệm của nó đó là tình trạng viêm mãn tính đường thở kèm theo đó là co thắt phế quản. Rồi cái phần bệnh học râu ria thì các bạn tự đọc thêm ha. Một số triệu chứng của hen suyễn đó là nhớ cho cô nè, bệnh nhân khi mà bị lên cơn hen có biểu hiện là ho, khó thở ha, rồi khò khè, tức ngực. Và thường cái cơn hen thì nó hay khởi phát vào ban đêm hoặc là lúc sáng sớm. Lý do là bởi vì lúc đó thời tiết của mình thay đổi á, nó sẽ làm cho dễ khởi phát cơn hen. Một trong những cái yếu tố nguy cơ ha. Rồi giờ mình nhìn cái hình thấy là phế quản của một người bình thường á. Lòng phế quản thì các bạn thấy là nó rộng, không khí đi ra đi vô được dễ dàng. Còn đối với lại người bị hen suyễn á, cái bề mặt của niêm mạc của cái phế quản á, nó bị viêm mà biểu hiện của viêm là sưng nóng đỏ đau phù lên ha. Và sau đó nó bị co thắt nữa, cho nên dẫn đến là cái sự lưu thông khí nó trở nên khó khăn. Đây cũng vậy, phế quản bình thường này ha. Còn khi mà bị hen suyễn, ngoài ra ngoài cái chuyện mà phế quản bị phù nề viêm lên sưng viêm rồi bị co thắt, nó còn bị tăng tiết dịch cho nên nó có thể là gây tắc nghẽn ở trong phế quản. Rồi một số cái yếu tố nguy cơ, một số yếu tố nguy cơ người ta liệt ra trên cái bảng này thì các bạn thấy yếu tố đầu tiên có thể nói đến đó là yếu tố di truyền. Thì trong gia đình mà có người bị hen suyễn thì cũng có một phần nhỏ nào đó dễ có yếu tố nguy cơ hơn. Và người ta thống kê người ta thấy rằng bé trai ha, số lượng bé trai bị hen suyễn gấp 2 lần bé gái. Khi mà ở độ tuổi trưởng thành thì nam và nữ lại gần như tỷ lệ nó ngang nhau, nhưng mà ở độ tuổi nhỏ, cho nên các bạn nhớ cụm từ bé trai ha. Đề thi mà nói với các bạn là tỷ lệ nam bị hen suyễn gấp 2 lần nữ giới chẳng hạn thì điều đó nó không đúng khi ở độ tuổi trưởng thành. Chỉ ở độ tuổi mà nhỏ thì người ta thống kê người ta thấy rằng là số lượng bé trai mà bị gấp 2 lần bé gái. Rồi, dị ứng nguyên, phấn hoa, rồi thuốc hóa chất vân vân. Nói đến thuốc các bạn cũng chú ý một chút xíu ha. Một số thuốc mà tác dụng phụ của nó có thể gây co thắt phế quản và khởi phát cơn hen. Thì mình nói nhiều nhất đó là mình thấy nhóm NSAID. Nhóm NSAID lý do là bởi vì nhớ không, NSAID nó tạo ra cái chất leukotriene á, và cái chất leukotriene nó gây co thắt phế quản đó, cho nên NSAID cũng chống chỉ định với người hen suyễn. Nhóm beta blocker các bạn học bài huyết áp rồi đúng không, beta blocker là nhóm thuốc có cái đuôi gì phía sau vậy các bạn? Đuôi gì? Đuôi in hả? Không phải. Đọc cho cô vài hoạt chất beta blocker đi. Bạn nào còn nhớ được hoạt chất nào của beta blocker không? Chuyện beta đó.
Đúng rồi, đuôi ôn, propranolol, đúng không? Ôlôn, đuôi ôlôn á, propranolol, atenolol, bisoprolol. Những cái thuốc này nếu như là cái nhóm thuốc chặn beta không chọn lọc, có nghĩa là nó chặn cả beta 1 và chặn beta 2. Mà quan trọng là chặn receptor beta 2, nó sẽ gây co thắt phế quản. Nhớ nha, receptor beta 2 kích thích beta 2 trên cơ trơn phế quản thì nó sẽ gây giãn cơ trơn phế quản. Còn bây giờ nếu như mà mình chặn receptor beta 2 ở trên cơ trơn phế quản, nó sẽ làm gì? Co thắt phế quản. Chính vì vậy cái nhóm beta blocker, mà nhóm đặc biệt là nhóm chặn beta không chọn lọc á, các bạn đã học trong bài tăng huyết áp rồi ha, thì nó sẽ là khởi phát cơn hen luôn. Tartrazine, mấy cái chất này nó có ở trong trong phẩm màu á, phẩm màu mày ví dụ như dùng làm bánh sinh nhật chẳng hạn ha. Đó thì các bạn thấy nhiều màu bánh sinh nhật, nhiều màu sắc đó, thì nó là một trong những cái chất mà có nhiều ở trong phẩm màu. Rồi ăn miếng bánh sinh nhật chúc mình happy birthday xong cái bị khởi phát cơn hen đó, nhớ ha. Đó là một số cái chất mà nó có thể gây ra cái chuyện là bệnh nhân dễ bị lên cơn hen. Rồi ô nhiễm môi trường, nghề nghiệp phải tiếp xúc với những cái hóa chất tẩy rửa vân vân ha. Rồi bị nhiễm trùng đường hô hấp, vận động thể lực, nếu như mà mình làm việc quá sức ha, mình vận động quá sức thì cũng có thể sẽ là dễ bị khởi phát cơn hen, và thậm chí là cười lớn khóc lớn ha cũng bị à. Đó các bạn tham khảo thêm một số cái yếu tố nha. Rồi phân loại hen suyễn người ta chia ra làm ba cái mức độ nhẹ, mức độ trung bình và mức độ nặng. Trong mức độ nhẹ thì người ta lại chia ra làm hai loại, đó là nhẹ thỉnh thoảng và nhẹ thường xuyên. Để phân biệt cái ba cái mức độ này thì người ta dựa vào cái gì? Người ta đầu tiên là người ta sẽ dựa vào cái triệu chứng. Triệu chứng này là cái triệu chứng khởi phát vào ban ngày á. Rồi dựa vào số lần lên cơn hen suyễn vào ban đêm, số cơn đêm. Rồi dựa vào cái mức độ biến thiên POF trên FOV, POF, lưu lượng đỉnh á. Không biết các bạn nghe chưa? Đây nè. Thường là mấy người hen suyễn họ hay có cái dụng cụ này. Cái dụng cụ này người ta gọi là lưu lượng đỉnh kế. Là thật ra cái lưu lượng đỉnh kế này là để theo dõi được cái sự thông khí ở trong đường hô hấp của mình. Đúng rồi đó. Ừ. À, cái dụng cụ này cũng đơn giản thôi. Cái người mà bị hen suyễn á, ví dụ như là họ sẽ có lịch trình đo trong ngày, có một cái sổ theo dõi. Vào buổi sáng sớm thì họ bắt đầu ngậm ngậm cái ống thổi này nè, ngậm làm sao mà cái lưỡi của mình đừng có che mất cái lỗ thở này ha. Rồi họ sẽ ngậm lại. Còn cái con trỏ, các bạn thấy cái màu đỏ đỏ, cái con trỏ này kéo về cái mạch thấp nhất này nè. Đó. Rồi sau đó là người ta làm gì? Người ta thở ra thật là mạnh, thật là nhanh. Thì khi mà họ thở ra hết sức như vậy, thở ra mạnh nhanh như vậy, thì cái lực không khí ở trong cái phổi của mình đó, nó sẽ tống ra và nó sẽ đẩy cái con trỏ này lên. Thì con trỏ này nó di chuyển lên đâu thì người ta sẽ ghi lại. Được ha, POF đó, được chưa? Thì khi mà người ta ghi lại như vậy là người ta theo dõi cái sự biến thiên POF ở trong ngày, biến thiên POF ở trong ngày. Thì các bạn thấy ví dụ này, có sự khác biệt này. Thường là ở cơn nhẹ thì cái sự biến thiên POF này nó sẽ dưới, nói chung là nó khoảng dưới 30% dao động này. Dưới 30%, nếu dưới 20% thì là cơn nhẹ thỉnh thoảng. Từ 20 đến 30 là cơn nhẹ thường xuyên. Còn bắt đầu trên 30 là bắt đầu nó có thể là rơi vào cái mức độ trung bình hoặc là nặng. Rồi để phân biệt trung bình với nặng thì người ta lại có cái số cơn đêm nữa. Và cái triệu chứng ban ngày nó có hạn chế đến các hoạt động bình thường hay là không. Đó, thì người ta dựa vào cái bảng phân loại này để xem coi là bệnh nhân ở mức độ nào. Rồi, thật ra thì cũng có trường hợp, cô ví dụ với các bạn là, ví dụ như có một cái trường hợp là một bệnh nhân đo được cái giá trị POF của bệnh nhân là, POF của bệnh nhân ha, là 10, biến thiên POF là 18%. Rồi, số cơn đêm là 2 lần trong một tháng đi, 2 lần trong một tháng hoặc là 3 lần trong một tháng. Vậy thì bệnh nhân này ở mức độ nào á mà? Cô ví dụ trường hợp như vậy á.
Một bệnh nhân đo ra là biến thiên PEF của bệnh nhân là 18% và số cơm đêm đo được là 2 đến 3 lần một tháng. Thì theo các bạn sẽ chia bệnh nhân này ở mức độ nào? Nhẹ gì? Nhẹ gì chứ? Trong nhẹ là có nhẹ thỉnh thoảng và nhẹ thường xuyên thì nó là nhẹ gì? Bạn thì chia vào nhẹ thỉnh thoảng, bạn thì nhẹ thường xuyên. Thật ra nếu mà mình POF, biến thiên POF của mình mà dưới 18% là 18% dưới 20% là mình thấy nó rơi vào cái trường hợp là nhẹ thỉnh thoảng đúng không? Nhưng mà cái cơn đêm mà trên 2 lần một tháng, 2 đến 3 lần, nghĩa là trên 2 lần một tháng rồi chứ không phải là dưới 2 lần một tháng nữa, thì nó lại là nhẹ thường xuyên. À, một cái yếu tố thì nằm ở cơn nhẹ thỉnh thoảng, một cái thì nhẹ thường xuyên. Thì chúng ta sẽ lấy mức nào? Chúng ta sẽ lấy cái mức cao nhất. Nha các bạn, như vậy là bệnh nhân này đã rơi vào cái mức độ là nhẹ thường xuyên. Được chưa? Thì đó. Đó là cái cách để người ta sắp xếp cái phân loại bệnh nhân bị hen suyễn á ha. Rồi. Một số cái chất trung gian mà nó có thể gây co thắt phế quản và khởi phát cơn hen, đọc lên là mình nhớ ha. Histamine nè, quen thuộc nè, leukotriene cũng là những cái chất mà gây co thắt phế quản nè, lưu ý hai cái thành phần này. Rồi thôi giờ mình chỉ điểm qua sơ sơ về cái phần bệnh học thôi, bởi vì thật sự thì cái này các bạn học ở trong phần bệnh học rồi. Chỉ nhắc lại cho mình hen suyễn, mình nhớ cái cơ chế bẩm sinh của hen suyễn đó là cái phế quản bị viêm và bị co thắt. Bây giờ mình sẽ vô cái nhóm thuốc điều trị hen suyễn ha. Thì thuốc điều trị hen suyễn các bạn sẽ nhớ dùng cho cô. Thật ra là người ta sẽ mình biết cái cơ chế bẩm sinh của nó rồi, cho nên cái thuốc trị hen suyễn, thuốc chính mà để điều trị hen suyễn sẽ phải là cái nhóm thuốc kháng viêm hoặc là nhóm thuốc giãn phế quản, sẽ là hai cái nhóm thuốc chính điều trị. Rồi, trong cái nhóm thuốc trị hen suyễn thì mình sẽ chia ra nhóm thuốc cắt cơn và nhóm thuốc dự phòng. Cái nhóm thuốc mà duy trì trạng thái ổn định với dự phòng hen này mình cũng có thể gom chung lại thành một cũng được, mình gọi là dự phòng cũng được, và một cái thì mình gọi là nhóm thuốc cắt cơn. Vậy tốt nhất là để dễ nhớ cho các bạn đó, thì các bạn nhớ cho cô là cắt cơn là có thuốc nào, còn lại những cái thuốc còn lại thì mình sẽ liệt vào nó là nhóm thuốc duy trì trạng thái ổn định hoặc là hen luôn, dự phòng hen luôn ha. Rồi mình chỉ cần nhớ cho cô cái cắt cơn thôi. Vậy là để cắt cơn hen suyễn có nghĩa là bệnh nhân đang bị lên cơn hen suyễn, sử dụng thuốc nào để giúp cho bệnh nhân có cảm giác dễ thở trở lại thì chắc chắn là những cái thuốc đó phải khởi phát tác động cho thật là nhanh. Ừ. Thì chúng ta sẽ có cái nhóm đầu tiên gọi là nhóm chủ vật beta 2 và tác động nhanh. Lát nữa mình học cái này ha. Giờ mình cứ đọc trước đã. Chủ vật beta 2 tác động nhanh. Nhóm thứ hai là nhóm thuốc kháng cholinergic, liệt đối giao cảm mà mình nói lúc nãy á ha, kháng cholinergic. Rồi, cái thuốc thứ ba là cái hoạt chất aminophilin, nó là dẫn chất của nhóm xanthin giống theophylline đó, nhưng mà người ta không dùng theophylline mà người ta dùng dạng muối của nó là aminophilin. Bởi vì dạng muối này nó dễ tan cho nên người ta sử dụng được bằng đường tim tĩnh mạch. Tim tĩnh mạch thì mới tác động nhanh được ha, thì mới sử dụng làm thuốc cắt cơn. Như vậy là cắt cơn mình nhớ cho cô chúng ta có ba nhóm như vậy: chủ vật beta 2, kháng cholinergic với lại aminophilin, còn lại là mình cứ sẽ để nó trong cái nhóm dự phòng luôn cho nó dễ nhớ. Rồi về mặt phân loại của thuốc điều trị hen suyễn, cái bảng này là một cái bảng mà các bạn phải đánh dấu sao, mình phải học vì đôi khi đề thi đơn giản lắm, nó lấy ra một cái hoạt chất ở trong này cái nó hỏi các bạn là nhóm dược lý của nó là gì, ví dụ như lấy pranlucat hỏi bạn pranlucat là nhóm dược lý là thuộc về nhóm nào. Ừ. À, chromolin hoạt chất này nhóm dược lý là thuộc vào nhóm nào chẳng hạn, là mình phải biết. Cho nên cái việc đầu tiên của mình là mình phải học thuộc dùng cho cô để cái hoạt chất này tương ứng nhóm dược lý ha. Đây tất cả những cái thuốc trị hen suyễn mà mình học ngày hôm nay nó sẽ rơi vào cái bảng này. Rồi, đầu tiên mình sẽ có nhóm là chủ vật beta 2 hay còn gọi là beta 2 agonist á, chủ vật beta 2. Chúng ta có tẹt botulinum, salbutamol, pirbuterol, salmeterol gì đó. À, đọc thì thấy có cái đuôi cũng là đuôi ôn ôn ở phía sau ha. Nhóm dẫn chất của xanthin thì các bạn thấy đọc là có cái đuôi phyllin,
theophylline, aminophylline, diprofylline, dufilline phía sau. Rồi, nhóm thuốc kháng cholinergic đó ha, thì các bạn đọc các bạn lại thấy có cái đuôi tropium, ipratropium, tiotropium, oxytropium. Kháng viêm glucocorticoid này mình biết rồi. Nhóm ổn định dưỡng bào mình có chromoly, nedochromin nè. Rồi đây là hai nhóm nha, ức chế tổng hợp leukotriene là một nhóm và đối kháng leukotriene là nhóm thứ hai. Thì các bạn có hoạt chất xylitol và những hoạt chất có cái đuôi Lucas ở phía sau. Rồi kháng lại kháng thể IgE thì mình có một một hoạt chất thôi là omalizumab và nhóm kháng histamine H1, nhóm thuốc chống dị ứng á. Thì nhóm thuốc chống dị ứng thường nó sẽ không có ý nghĩa trong điều trị hen suyễn lắm, trừ một cái hoạt chất này thì còn được dùng ketotifen. Đừng có nhầm với ketoprofen nha các bạn. Cô đọc ketoprofen là thuốc gì? Các bạn nào biết không? Ketoprofen. À đúng rồi, bạn Thảo nhớ đó, NSAID. Ketoprofen chống chỉ định với người bị hen suyễn nha. Còn ketotifen lại là thuộc nhóm kháng histamine H1 thì có thể được dùng để điều trị hen suyễn. Khác nhau, đừng có nhầm nha. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào từng cái nhóm ha. Đây, người ta giới thiệu cho các bạn là tại vì điều trị hen suyễn chúng ta sẽ có một số dạng bào chế rất là đặc biệt, đó là cái dạng khí dung, sử dụng thuốc bằng đường khí dung ha, máy khí dung này. Mấy cái máy này thì chỉ dùng ở bệnh viện thôi ha, hơi bất tiện một chút, nó to dùng bệnh viện. Rồi ống hít phân liều, ống hít phân liều MDI này, ống hít bột khô DPI. Mấy cái thuốc này thì nhỏ gọn và bệnh nhân có thể mua sử dụng ở nhà, và thường cái ống hít phân liều là cái mà tiện dụng nhất ha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ vô cái nhóm thuốc đầu tiên là nhóm thuốc chủ vận beta 2. Nói đến cái nhóm chủ vận beta 2 là bạn phải nhớ lại cho cô cái receptor beta 2. Này mình học trong cái bài thần kinh thực vật rồi. Receptor beta 2 là các bạn nhớ cho cô, đó là một cái receptor có ở trên cơ trơn của phế quản. Nếu mà mình kích thích receptor beta 2 thì nó sẽ giãn cơ trơn phế quản. Chính vì vậy mà người ta làm ra những cái thuốc mà chủ vận, tức là nó tác động chọn lọc trên receptor beta 2 với mục đích là để điều trị hen suyễn nha. Rồi, cơ chế nè. Học dùng cho cô cái cơ chế chính nha. Đây. Gắn trực tiếp vào receptor beta 2 và khi mà nó gắn vào receptor beta 2, nó sẽ hoạt hóa cái enzyme có ký hiệu bằng chữ AC. Enzyme AC này ký hiệu bằng cái chữ là A. Adenylin cycla. Rồi, bây giờ các bạn nhìn thử cái hình này đi cho nó dễ hình dung nè. Hình này là dễ nhìn nhất ha. Enzyme AC là enzyme này. AC là chữ viết tắt của adenylin cycla. Để cô coi coi. Đây nè. Adenylin cycla. Rồi. Nhiệm vụ của cái enzyme AC này là gì? Nó là một enzyme nha các bạn. Và nhiệm vụ của enzyme này đó là nó sẽ chuyển ATP thành AMP vòng, làm tăng lượng AMP vòng lên. Có nghĩa là bây giờ mình chỉ cần nhớ cho cô là enzyme AC là enzyme xúc tác để chuyển ATP thành AMP vòng. Mà nếu lượng AMP vòng tăng lên thì dẫn đến đáp ứng trên tế bào, đó là cơ trơn của phế quản của mình giãn ra. Rồi, hiểu nha. Enzyme AC là enzyme xúc tác chuyển ATP thành AMP vòng. Nếu cái lượng AMP vòng này mà nó tăng lên thì dẫn đến đáp ứng trên tế bào của mình là cơ trơn phế quản nó sẽ giãn ra. Rồi, chính vì điều này cho nên cơ chế của nhóm thuốc của chúng ta là gì? Nhóm chủ vận beta 2, các bạn thấy cái khối xoắn xoắn màu xanh này không? Nó là receptor beta 2. Khi thuốc của mình gắn vào receptor beta 2, nó sẽ kích thích cái enzyme AC này. Hoạt hóa enzyme AC này dẫn đến là lượng AMP vòng nó sẽ tăng lên. Đây, câu này là câu chủ chốt để cho các bạn làm, các bạn đánh trắc nghiệm này.
Đề thi mà hỏi các bạn là cơ chế của nhóm trụ vận beta 2 là gì, là bạn nhớ cái câu này dùng cho cô nha. Đó là nó làm hoạt hóa AC, làm tăng lượng AMP vòng lên và dẫn đến đáp ứng là cơ trơn phế quản nó giảm ra. Rồi, ngoài ra nó còn có một cái cơ chế phụ nữa, đó là nó ức chế trương lực thần kinh phế vị, cũng làm cho cơ trơn phế quản giảm ha, và giảm tiết dịch nữa. Rồi, nhưng mà cơ chế chính của trụ vận beta 2 vẫn là cái này. Nhớ nhớ đánh dấu lại để làm trắc nghiệm. Người ta hỏi cơ chế của trụ vận beta 2 là gì ha. Rồi, đối với nhóm trụ vận beta 2, bạn lưu ý cho cô nó chia ra làm hai loại. Một loại là tác động nhanh, khởi phát tác động nhanh. Khởi phát tác động nhanh là các bạn thấy nó hiệu quả sau 3 đến 5 phút à. Sau 3 5 phút sử dụng là nó đã có tác dụng rồi. Chính vì vậy nhóm thuốc này sẽ được sử dụng với mục đích là cắt cơn. Tại nó nhanh mà, mục đích là để cắt cơn vì hiệu quả nhanh. Và người ta thường dùng nó dưới dạng khí dung, dạng tại chỗ. Nó sẽ cho hiệu quả sau 3 phút, 3 đến 5 phút sử dụng để cắt cơn. Nhưng mà cái nhược điểm của nó là thời gian tác động của nó lại ngắn, kéo dài có 4 đến 6 giờ à. Rồi, nhóm thứ hai thì là nhóm khởi phát chậm. Khởi phát chậm thì mình không thể nào cắt cơn được, mình chỉ dùng nó để dự phòng mà thôi. Nhưng mà cái hiệu quả của nó, cái ưu điểm của nó lại là thời gian tác động kéo dài lên tới 12 giờ, cho nên nó sẽ là thuốc dự phòng, một cái nhóm cắt cơn và một cái dự phòng. Thuộc được cho cô những hoạt chất nào là cắt cơn và những hoạt chất nào là dự phòng. Nhớ nha, đọc thì đại đa số đều có cái đuôi ôn, nhưng mà trong nhóm trụ vận beta 2 bạn phải thuộc cái nào cắt cơn và cái nào dự phòng. Đề thi sẽ hỏi các bạn là hoạt chất nào sau đây được sử dụng làm thuốc cắt cơn, cái nào là làm thuốc dự phòng thì mình phải nắm được. Cắt cơn là nó sẽ phải nằm trong cái nhóm là trụ vận beta 2 mà tác động nhanh. Còn dự phòng thì nó sẽ nằm trong cái nhóm là trụ vận beta 2 khởi phát tác động chậm nhưng mà thời gian tác động của nó lại kéo dài. Nếu là cô thì cô sẽ học thuộc ba cái này, ba cái được tô màu đỏ này. Xong rồi còn lại là cô sẽ loại trừ nếu cô thuộc không nổi. Có nghĩa là salmeterol, formoterol và bambuterol, cô sẽ nhớ ba cái này là ba cái mà chậm ha, khởi phát chậm, tác động kéo dài cho nên dự phòng. Vậy thì tất cả mấy cái kia là sẽ suy ra nó sẽ là cắt cơn cho mình dễ học thuộc. Được không? Ba cái salmeterol, formoterol và bambuterol ha. Rồi, thì thường là cái trụ vận beta 2 này nó có dạng khí dung này, dạng thuốc uống và dạng thuốc tiêm. Thì thường dạng khí dung á, khởi phát tác động nhanh mà ít tác dụng phụ cho nên người ta hay dùng nó làm thuốc cắt cơn ha. Rồi, dạng uống thì chỉ dành cho những trường hợp nào khi mà dùng dạng khí dung không được thì mới sử dụng đến dạng thuốc uống, hoặc là khi mà cơn hen bắt đầu chuyển biến nặng á, chuyển biến nặng ha, thì người ta bắt đầu mới nghĩ đến cái chuyện là sử dụng dạng thuốc uống với lại dạng thuốc tiêm. Lý do là bởi vì uống và tiêm thì sẽ nhiều tác dụng phụ hơn. Rồi, dạng khí dung á, thì ít tác dụng phụ. Nói chung là ai hỏi mình tác dụng phụ của cái dạng là cái bình xịt phân liều mà chứa trụ vận beta 2 thì mình nói rằng là không có gì đặc biệt, nó chỉ gây kích ứng với người mẫn cảm thôi, nghĩa là người nào mẫn cảm thì xịt vào nó mới kích ứng thôi. Còn dạng uống với dạng tiêm thì nhớ dùng cho cô là trụ vận beta 2 nó là cường giao cảm. Mà cường giao cảm thì nó sẽ có những cái biểu hiện là nó sẽ kích thích tim, làm tăng nhịp tim này, bị run, run tay, nhức đầu, hồi hộp. Rồi dùng một thời gian dài nó sẽ gây hạ kali huyết. Cho nên chú ý đến cái vấn đề là phải bổ sung kali cho bệnh nhân nếu như mà dùng trụ vận beta 2 một thời gian dài. Đó, thì dễ nhớ về tác dụng phụ của trụ vận beta 2 ha. Cái dạng tại chỗ là dạng khí dung thì ít tác dụng phụ, nhưng mà dạng uống hay dạng tiêm thì mình nhớ dùng cho cô, nó là một cái chất cường giao cảm cho nên nó sẽ ảnh hưởng trên kích thích thần kinh, kích thích tim, bị run tay, và nhớ là dùng thời gian dài có thể gây hạ kali huyết. Chú ý vấn đề bổ sung kali huyết ha. Rồi, đó là một nhóm đầu tiên. Vậy là các bạn nhớ phân loại này, nhớ cơ chế, à nhớ cái dạng dùng của nó ha, tác dụng phụ nha. Cơ chế là hoạt hóa AC, làm tăng lượng AMP vòng, giãn cơ trơn phế quản đó. Rồi nhớ dùng cho cô chia ra cái nào cắt cơn, cái nào dự phòng hoạt chất ha. Và đã được khuyên là tốt nhất là nên nhớ ba cái tác động chậm này này, để từ đó suy ra những cái còn lại thì sẽ là thuốc cắt cơn và tác động nhanh cho nó dễ học.
Rồi bây giờ mình qua nhóm thuốc thứ hai. Nhóm thuốc thứ hai mình học tới là nhóm dẫn chất của xanthin. Dẫn chất của xanthin thì có hoạt chất theophylline, nhưng mà trong cái dẫn chất của xanthin còn có caffeine nữa. Các bạn uống cà phê các bạn biết rồi. À, cà phê nó có ở trong trong caffeine, chất caffeine này nó có trong hạt cà phê, nó có trong lá trà, chè đó. Cho nên khi mà mình uống cà phê mình thấy rằng là tim của mình đập nhanh, hồi hộp đúng không? Kích thích thần kinh cho nên mình tỉnh táo, mình khó ngủ. Và các bạn uống nhiều, đặc biệt ví dụ như các bạn uống vào buổi tối đó, mình sẽ đi tiểu nhiều, lợi tiểu. À, cô nhắc cái này để cho các bạn nhớ, tác dụng phụ của theophylline nó cũng giống giống tác dụng mà mình uống cà phê vậy đó, bởi vì nó cùng một dẫn chất, nó nằm trong cái nhóm dẫn chất xanthin. Rồi giờ mình coi theophylline, vì sao theophylline lại được dùng để điều trị hen suyễn? Rồi lại quay lại cái sơ đồ này. Lúc nãy là mình còn nhớ là cơ chế của chủ quặng beta 2 là nó hoạt hóa enzyme AC đúng không? Nó làm tăng lượng AMP vòng lên đúng không? Rồi, bây giờ vậy cơ chế của theophylline lại làm gì? Cơ chế của theophylline thì nó lại ảnh hưởng lên cái enzyme PDE. PDE là chữ viết tắt của phosphodiesterase. Nhớ nha, phosphodiesterase nó là một cái enzyme. Mà enzyme này lại là một cái enzyme phân hủy cái AMP vòng này này. Nó cắt cái vòng của cái chất này, dẫn đến là AMP vòng chuyển thành AMP. Phosphodiesterase là một cái enzyme phá vỡ cấu trúc vòng của AMP này này. Đó, từ AMP vòng chuyển thành AMP. Vậy là cũng sẽ làm giảm lượng AMP vòng. Bây giờ mình muốn tăng lượng AMP vòng lên thì mình sẽ dùng theophylline. Nó sẽ ức chế cái enzyme PDE này. Và khi mà ức chế cái enzyme phosphodiesterase này thì lượng AMP vòng cũng tăng. Hai cái khác nhau các bạn ha. Chủ vận beta 2 thì là hoạt hóa enzyme AC, còn theophylline này thì nó lại ức chế cái enzyme PDE này. Và khi ức chế enzyme PDE này thì lượng AMP vòng cũng tăng và cũng dẫn đến giãn cơ trơn của phế quản. Đây là cơ chế chính. Ngoài ra, theophylline còn có một cơ chế nữa là đối kháng với cái chất adenosine. Adenosine nó gây co thắt phế quản, cho nên theophylline đối kháng với adenosine nó cũng sẽ là giãn cơ trơn phế quản. Vậy là nhắc đến cơ chế của theophylline là bạn phải nhớ được cho cô hai cái ý này: ức chế phosphodiesterase và đối kháng adenosine, và kết quả cuối cùng đều là làm giãn cơ trơn của phế quản, hai cơ chế chính của nó. Rồi, nói về theophylline, nhớ nha là nó còn có ngoài ngoài cái tác động trên cơ trơn phế quản là làm giãn cơ trơn phế quản ra, thì các bạn nhớ dùng cho cô, nó còn ảnh hưởng giống như là mình uống cà phê, tức là trên thần kinh thì nó gây ra kích thích thần kinh này, cho nên tỉnh táo này, bồn chồn khó ngủ. Trên tim thì nó làm tăng nhịp tim, trên thận thì nó gây lợi tiểu nhẹ, nhớ nha ha. Như vậy là ngoài tác động ở trên cơ trơn phế quản, nó còn ảnh hưởng trên một số cái vị trí khác trên cơ thể của mình. Rồi, các bạn còn nhớ là dẫn chất aminophilin không? Vừa nãy cô nói cái gì về cái này? Aminophilin, vừa nãy cô nói cái gì các bạn? Muối, đúng rồi, nó là muối của theophylline. Rồi sao nữa? Nó dùng để cắt cơn hay dự phòng? Dạng tim, tim truyền tĩnh mạch này cắt cơn hay dự phòng? Đúng rồi, cắt cơn. Rồi, theophylline mà thuốc uống là dự phòng nha các bạn. Nhưng mà cái dạng aminophylline á, dùng bằng đường tiêm á, thì nó dùng để cắt cơn, dùng trong những cái cơn hen cấp nặng ha. Đó. Còn bình thường dạng uống thì nó là thuốc dự phòng. Ngoài ra lưu ý là theophylline nó bị chuyển hóa qua gan bởi enzyme CYP1A2. Thuộc cái enzyme này dùng cho cô nha.
90% theophylline đi qua gan, nó bị enzyme CYP1A2 chuyển hóa. Chính vì vậy nó sẽ có chuyện là tương tác thuốc. Tương tác thuốc giống như vừa nãy mình học cimetidine đó, dùng chung cimetidine với theophylline đó, và cimetidine là chất ức chế men gan. Aha. Cho nên qua cái tương tác thuốc coi trước một chút nè. Nếu như theophylline này mà dùng chung với mấy cái chất ức chế men gan, nó sẽ làm tăng nồng độ của theophylline lên. Còn nếu nó dùng chung với những chất cảm ứng men gan, phenobarbital này, là những chất cảm ứng men gan, thì nó sẽ làm giảm nồng độ theophylline. Rồi, chú ý cho cô cái đặc biệt đầu tiên của theophylline là chuyện tương tác thuốc nha. Lý do là bởi vì theophylline đi qua gan nó bị enzyme CYP1A2, không phải là enzyme CYP3, 4 ha, enzyme CYP1A2 chuyển hóa, 90% chuyển hóa qua gan. Cho nên nếu mà theophylline dùng chung với chất cảm ứng hoặc chất ức chế men gan thì sẽ bị ảnh hưởng tăng nồng độ hoặc giảm nồng độ, là cái đặc biệt đầu tiên của theophylline. Rồi cái đặc biệt thứ hai của theophylline mà cô muốn các bạn nhớ cho cô nữa, đó là theophylline á, nó là một cái thuốc có giới hạn trị liệu hẹp. Đề thi mà hỏi bạn là thuốc nào sau đây có giới hạn trị liệu hẹp là các bạn nhớ đến nó dùng cho cô nha. Giới hạn trị liệu là sao? Giới hạn trị liệu là sao đó bạn? Ừ. Đúng rồi, là khoảng cách giữa liều điều trị và liều độc, đúng rồi đó ha. Hẹp có nghĩa là cái khoảng cách này nó gần nhau. Theophylline các bạn nhìn nè, cái nồng độ trị liệu của nó là từ 10 đến 20. Thì người ta dùng nó để điều trị hen suyễn với bệnh COPD. 10 đến 20 microgram trên ml. À, là chỉ 10 đến 20 thôi ha. Rồi liều thấp hơn, dùng thấp hơn 10 này này, 6 đến 13 thì người ta có thể dùng nó để điều trị ngừng thở ở trẻ sinh non. Nhớ thêm cái chỉ định này ha, ngừng thở ở trẻ sinh non ở liều thấp hơn. 10 đến 20 là điều trị, chỉ cần bắt đầu trên 20 là bắt đầu ra liều độc. Các bạn nhìn nè, bắt đầu trên 20 này, từ 20 đến 30 là liều độc. Độc ở đâu? Bắt đầu bị loạn nhịp tim, bị loạn nhịp. Và trên 40 thì vừa loạn nhịp mà vừa bị độc kinh, co giật động kinh. Như vậy là với theophylline, đánh một cái dấu sao nữa cho cô, theophylline là thuốc có giới hạn trị liệu hẹp và nồng độ trị liệu của theophylline là 10 đến 20. Nhớ nha, trên 20 là bị loạn nhịp tim mà trên 40 là đã bị động kinh. Như vậy là liều độc của theophylline là nó sẽ gây loạn nhịp và gây co giật động kinh. Cho nên khi sử dụng theophylline luôn luôn phải theo dõi nồng độ theophylline ở trong máu là như vậy đó. À, nó rất là dễ chạm vào liều độc. Rồi, nói về tác dụng phụ của theophylline thì bạn nhớ ha, mất ngủ. Nhức đầu, mất ngủ vì nó kích thích thần kinh mà, giống như uống cà phê vậy đó, mất ngủ. Cho nên nếu đề thi mà nói theophylline gây buồn ngủ là sai. Tăng nhịp tim. Còn liều độc thì bạn nhớ rồi đó, gây ra ảnh hưởng là thứ nhất là loạn nhịp, thứ hai là co giật động kinh. Cho nên những người nào mà có tiền sử động kinh thì cũng không được sử dụng cái theophylline này. Rồi, đó là điều đặc biệt khi mình sử dụng theophylline ha. Rồi, vậy là đánh dấu sao cho cô nha. Nói về theophylline, chú ý thứ nhất là nó là một cái thuốc mà đi qua gan, bị cái enzyme CYP1A2 chuyển hóa, cho nên dễ bị tương tác với những thuốc cảm ứng hoặc là ức chế men gan. Rồi, chuyện thứ hai nữa nhớ cho cô là nó là một cái thuốc có giới hạn trị liệu hẹp ha. Rồi, mình qua nhóm thuốc thứ ba là nhóm thuốc kháng cholinergic. Kháng cholinergic lúc nãy mình học lớp dạ dày mình cũng có kháng cholinergic là cái telenserpin đó, pirenserpin đó, để điều trị lớp dạ dày. Bây giờ cũng kháng cholinergic nhưng mà không phải hai hoạt chất đó mà là mấy cái hoạt chất mà có cái đuôi tropium ở phía sau. Ipratropium, tiotropium ha. Kháng cholinergic hay còn gọi với cái tên là liệt đối giao cảm.
Không, khi mà mình sử dụng những cái thuốc liệt đới giao cảm này thì nó làm giảm co thắt, giảm tiết dịch, cắt cơn hay dự phòng các bạn. Cắt cơn hay dự phòng. Kháng cholinergic. Đúng rồi. Dùng một mình nó thì nó sẽ có ý nghĩa dự phòng. Lý do là bởi vì nó cũng khởi phát tác động sau 30 phút này. Chậm. Dùng một mình nó thì nó dự phòng. Nhưng thực tế thì nó có dạng chế phẩm phối hợp giữa cái thuốc kháng cholinergic này với chủ vận beta 2 dùng dưới dạng khí dung. Thì khi mà nó phối hợp với chủ vận beta 2 như vậy, nó sẽ là thuốc cắt cơn. Cô nói lại nha, kháng cholinergic này dùng một mình nó thì nó sẽ là dự phòng hen. Nhưng mà nếu kháng cholinergic mà phối hợp với chủ vận beta 2 mà dưới dạng khí dung thì nó sẽ là thuốc cắt cơn. Và trên thực tế là nó cũng có thuốc như vậy ha, phối hợp như vậy. Rồi, nhớ là những thuốc này có cái đuôi tropium ở sau nha. Kháng cholinergic hay còn gọi là liệt đới giao cảm, cơ chế của nó là mình nói là cạnh tranh với acetylcholine tại receptor M trên cơ trơn phế quản đó. Giống y chang giống như lúc nãy chúng ta nói về cái thuốc trị loét dạ dày ha. Rồi nhớ ở đây là đuôi tropium nha. Nói cho cô tác dụng phụ đi. Tác dụng phụ. Tác dụng phụ của liệt đới giao cảm là gì? Lúc nãy có hỏi rồi. Bạn còn nhớ không? Khô miệng, táo bón, bí tiểu, giảm đồng tử, tăng nhãn áp ha. Đúng rồi. Rồi mình qua nhóm thứ tư hả? Glucocorticoid. Từ nãy giờ là mình học được chủ vận beta 2 rồi nè, dẫn chất của xanthin rồi nè, kháng cholinergic rồi. Bây giờ qua nhóm thứ tư là glucocorticoid. Rồi, nếu như mấy cái thuốc trước mình học là vì sao nó được trị hen suyễn là bởi vì nó làm giãn cơ trơn phế quản, nó làm giảm tiết dịch. Thì bây giờ qua glucocorticoid, hỏi vì sao glucocorticoid nó lại được dùng để điều trị hen suyễn là bởi vì nó có tác động kháng viêm. Bây giờ mình coi cơ chế của nó một chút ha. Cơ chế nè, bạn nhìn cái hình ở trong này, các bạn thấy đây là một cái tế bào và trên đây là màng tế bào nè, ở đây là màng nhân này, và trong tế bào này là nhân nè, được chưa? Khu vực này là nhân nhân và receptor của glucocorticoid là receptor nằm ở trong cái nhân luôn, trong nhân. Glucocorticoid mà muốn gắn vào cái receptor này là bạn thấy nó phải chui qua cái màng tế bào, nó phải chui qua màng nhân rồi nó chui vô đây, nó gặp receptor của nó là cái ký hiệu bằng chữ GR này này, là glucocorticoid gắn vào cái receptor của nó ở trong nhân. Và một khi mà nó đã chui vào đây, nó ảnh hưởng ở trong nhân, có nghĩa là nó ảnh hưởng đến các gen ở đây ha. Và bình thường những cái gen này nè, là nếu như mà nó được hoạt hóa, các gen này mà nó được hoạt hóa thì nó sẽ được tăng biểu hiện, và các gen mã hóa protein gây viêm nó được tăng biểu hiện thì nó sẽ tổng hợp ra các protein để gây viêm, khiến cho mình bị viêm. À, các gen viêm được hoạt hóa ha, nó sẽ dẫn đến tổng hợp ra các protein gây viêm. Rồi, bây giờ chúng ta coi cái tác dụng của glucocorticoid là làm gì. Thì glucocorticoid khi nó gắn vào receptor của nó ở trong cái nhân này, nó sẽ tác động thông qua hai cơ chế. Một cái cơ chế là cơ chế thứ nhất là ức chế trực tiếp HAT. HAT là cái gì? HAT các bạn cứ nhớ cho cô, nó là một cái enzyme. Và cái enzyme này nó sẽ hoạt hóa những cái gen mã hóa protein gây viêm. Có nghĩa là nếu như cái HAT này mà nó được hoạt động, nó được hoạt hóa thì những cái protein gây viêm sẽ được tổng hợp ra. Bởi vì nó hoạt động thì nó sẽ làm tăng biểu hiện của những cái gen mà tổng hợp ra các protein gây viêm.
Vậy thì bây giờ mình muốn không bị viêm nữa thì mình ức chế cái HAT này. HAT là acetin histone đó, histone acetin transferase đó. Cho nên mình ức chế cái HAT này thì mình sẽ ức chế những cái gen. Và khi mà ức chế